Cậu đợi ở dưới hả? Có cậu chạy về nhà ông bà nè. Dạ. Nay mà con đỡ nhiều rồi nè. Bữa giờ bị lố hết mấy ngày rồi ha. Nắm môi luôn đi. Nó đau. Làm cái nào nhẹ chứ. Đau quá nó đau. Gì sao ở đây cô? Thử quay thử.
cố lên tí. Rồi. Nhanh chút nha. Nhìn qua đây cô.
Yeah, shit.